Thưa quý vị, ngày 7 tháng 11, Quốc hội thực hiện chất vấn người đứng đầu lĩnh vực nội vụ, an ninh trật tự, thanh tra, tòa án. Theo thông tin trên báo lao động, tại phiên trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, lực lượng công an đã cảnh báo xử lý hàng chục triệu vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân và tới đây sẽ đề xuất bổ sung sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2015 thêm tội danh làm lộ lọt dữ liệu cá nhân để xử lý nghiêm hành vi này. Hiện Bộ Công an có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cam kết bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống thông tin này. Trong bối cảnh nền kinh tế và thương mại toàn cầu có nhiều biến động như hiện nay, việc khai mở thị trường mới, còn nhiều dư địa được coi là chìa khóa để đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Thị trường các nước hồi giáo, thị trường Hà Lan là một trong những thị trường có tiềm năng lớn xét về quy mô, mức tăng dân số, mức chi tiêu cùng triển vọng tăng trưởng ngày càng cao. Theo bài viết trên báo Nhân dân, quy mô thị trường Hà Lan toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh trong thời gian tới, dự kiến đạt khoảng 2.800 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa khai thác tốt cơ hội từ thị trường màu mỡ này. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Những ngày đầu tháng 11, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng và vươn lên mức cao nhất so với nhóm quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Có thời điểm giá gạo 5% tấm đạt tới 663 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá gạo Thái Lan và Pakistan ở mức 560 đến 570 đô la Mỹ một tấn. Từ nay đến hết năm 2023 sẽ thu hoạch 0,54 triệu hecta lúa, với sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn và 0,4 triệu hecta lúa thu đông, tương đương với 2,2 triệu tấn. Đại diện Cục Trồng Trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến hết tháng 10, sản lượng lúa cả nước đã thu hoạch khoảng 39 triệu tấn. Theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, Sức khỏe hiện nay của nhiều doanh nghiệp vẫn yếu nên không đáp ứng được đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, trong khi các ngân hàng thận trọng hơn khi cho vay áp lực dòng tiền tiếp tục nổi lên là khó khăn lớn nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp để hồi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Một trong những khó khăn được nhiều doanh nghiệp phản ánh có liên quan đến khoản nợ xấu phát sinh trong giai đoạn Covid-19, theo đó dù doanh nghiệp đã trả hết số nợ xấu này nhưng thông tin vẫn bị treo trên trung tâm thông tin tín dụng CIC nên doanh nghiệp không thể vay ngân hàng dù hiện tại doanh nghiệp có tài sản bảo đảm chứng minh được dòng tiền. Theo quy định, doanh nghiệp sẽ phải chờ 5 năm sau, thông tin này mới được xóa trên CIC. Thời gian qua, hoạt động thu thuế thương mại điện tử đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng thất thu trong lĩnh vực này vẫn hiện hữu. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, đặc điểm Thương mại điện tử là mua bán trực tuyến, phần mềm điện tử được kết nối mạng Internet toàn cầu, phạm vi không gian và thời gian không giới hạn. Chính vì vậy, quản lý đầy đủ các nguồn thu, đối tượng nộp thuế, quản lý kê khai, xác định căn cứ tính thuế, kiểm soát dòng tiền là thách thức rất lớn do tính ẩn danh. Vì vậy, cơ quan thuế đang nghiên cứu giải pháp xây dựng công cụ tự động, thu dự thập dữ liệu kinh doanh trực tuyến, qua đó các qua các nền tảng để quản lý thuế tốt hơn. vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long bị quây làm hòn non bộ và nhiều hành vi xâm phạm di tích di sản trên toàn quốc đang dóng lên hồi chuông cảnh báo vấn nạn xâm hại di sản Trung quanh vấn đề này, báo Tiền Phong đăng tải ý kiến của một số chuyên gia cho rằng cần có khung pháp luật chặt chẽ khi đưa di sản vào khai thác du lịch. Trong khung pháp luật về di sản, cần đề cao việc bảo vệ, bảo tồn di sản lên trước, sau đó mới tính đến chuyện triển khai, khai thác kinh tế dựa vào các di sản này. Nếu làm được điều đó thì chúng ta mới phát triển đồng thời được du lịch và di sản theo hướng bền vững. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 6 tháng 11, toàn thành phố đã ghi nhận 28.483 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại 33 tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, 575 trên 579 xã, phường, thị trấn, chiếm 99,3% số xã, phường, thị trấn và 4 trường hợp tử vong. Trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 2.400 đến 2.700 trường hợp. Đến nay, sau một tháng triển khai đợt cao điểm về công tác phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết 30 quận, huyện, thị xã đã hưởng ứng và triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên, với diễn biến tình hình thời tiết như hiện nay, dịch bệnh có thể tăng cao trong những tuần tới